con tím này của Nhật á, cắt chích chích lên trên cho anh chúng được cắt cho mình ăn vậy. À. Con này nó mạnh chứ anh mà. Một chấm chao ăn trời ơi. Khỏi chê luôn. Con tím này mới giữ nè. Ừ. Trắng cũng được mà không bằng ha, à. Có bằng. Tím này xưa đông bên Nhật cái gốc cho mình nó cũng chưa có nè, lấy đâu. Hay nước ngoài hay. Mà tạo ra những cái tốt. Quá trời ha. Nước thì ghê. Cái này thì nó dám mạnh hơn hay hay kia rồi anh ba. Mạnh hơn phải trắng nữa. Ừ, tôi thấy vậy. Nó ít sâu thôi. Chắc là vậy quá. Ừ. Mà coi ngon hơn. Cái tôi thấy cũng vậy à. Có cái là nhìn nó có đẹp. Nhưng mà cái màu tím thường thường nó chống oxy hóa hay hơn cái màu này kia. Cái gì cái miếng cầu đó hả? Miếng cầu tiêu hết rồi. Đó, tiếp cái bên đó. Không, nên này anh trồng đỡ mà cỏ lắm à. Đỡ lắm, dưới trồng hay sao nó không bị dưới độc không, không gặp gặp không kịp. Nó phải chản mới được. Chúng ấy cũng phải hơi chản chứ bên anh che chuối kia che hết trơn rồi. Nó động cái nó cho cỏ đừng lên với cái mình có ăn. Mỗi đi lên đây mà nói vậy chứ đi. Sao bình thường thì cũng ít. Ngon quá. Ừ. Là mua mua nó còn. Chào. Chào thôi xuống một rồi. Trước chưa có giống Nhật vậy nó nói phai mấy trăm ngàn ký anh mà. Ừ. Ừ, giờ bày đặt chơi phải lan Úc. Dạ. Ừ, có người mua bỏ 500-600 ngàn ra mua cái phai lan Úc. Không khi cấp mấy chục là cái phai lan của mình. Với coi cặp gì mà gần cái triệu á. Dưa hay gì không biết. Hay gì quá trời. Ừ. Ông mấy bà bên mày đặt. Phai nào không phai quan trọng nó sạch hay không à. Ừ. Quan trọng là anh đừng có thuốc từ sâu. Ừ. Phai lan nào cũng chống oxy hóa, nào cũng tốt. Dám bỏ ra 500-600 ngàn mua ký khoai nhập từ bên Nhật với Úc về. Trước đây người ta cũng sốt khoai lang Nhật rồi nè, sau này mình gây giống được á. Ừ. Giờ đầy nhóc có 20-30 ngàn ký trong siêu thị nghe. Còn nếu mà ở ngoài ngoài thị trường mấy chợ cho nhỏ rồi nó có mười mấy ngàn ký à. Đây luôn rồi. Mạnh ghê ha. Không biết cái xe khoai này cũ rồi. Cũ à, cũ tím cũng ngon lắm à. Tím nhỏ nhỏ vậy hả? Ừ, như... cũng bự lắm chứ, nếu ấy cũng bự chứ. Nó trồng ấy là cũng bự. Còn mấy củ khoai tím tím nhỏ nhỏ là củ khoai gì ta? À nó cũng nó đó. Người ta trồng tại vì lấy nó nhỏ chứ còn. Ghiền. Nó cũng bự chứ. Quá dữ.